người dân sinh sống ở quận Bình Tân được trao gói hỗ trợ lần 3 trước khi về quê. Không chỉ bố trí lực lượng hỗ trợ đưa người dân về quê theo mong muốn, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh sẽ linh động trao gói hỗ trợ lần 3 cho người dân sống trên địa bàn trước khi đưa về. Ông Nguyễn Minh Dịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quận này đã ban hành kế hoạch hỗ trợ người dân đang làm việc và sinh sống trên địa bàn quận có nguyện vọng về quê. Theo đó, bà con ở quận Bình Tân đăng ký nhu cầu về quê cho Ủy ban nhân dân quận gồm những thông tin: họ tên, năm sinh, số điện thoại, tình trạng tiêm vaccine và đã nhận gói hỗ trợ lần 3 hay chưa qua đường dẫn bên dưới. Tổ công tác hỗ trợ người dân về quê sẽ chủ động liên lạc với người dân, tổng hợp danh sách, phân loại theo hai trường hợp: dân muốn đi bằng xe máy hay đi bằng xe khách. Đối với người dân muốn về quê bằng xe máy, quận Bình Tân sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố cho lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường theo từng đoàn về các tỉnh thành để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Còn người có nhu cầu về quê bằng xe khách, quận sẽ bố trí xe cho bà con về theo từng đợt. Ủy ban nhân dân quận Bình Tân cho biết sẽ hỗ trợ người dân làm thủ tục xét nghiệm và tiêm vaccine ngừa COVID-19 trước mỗi chuyến đi. Những người dân có đăng ký về quê và có tên trong danh sách được nhận hỗ trợ lần 3, Ủy ban nhân dân các phường sẽ linh động trao tiền hỗ trợ cho dân trước khi về. Ủy ban nhân dân quận cũng sẽ xem xét hỗ trợ đối với các trường hợp đặc biệt khó khăn. Và đường link đăng ký trực tuyến đối với các trường hợp có nhu cầu về quê trên địa bàn quận Bình Tân dưới đây. Đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.